hay là chỗ hai mình ngủ tối qua nè, bao mũi luôn. Nhưng mà mình có cái áo khoác trùng nguyên người lại. Đây này, mất giọng rồi. Ok, bye bye Việt Nam Enduro và mũi né nha. Tụi mình đi Cà Ná. Cảm ơn anh em mà mũi né rất nhiều. Hôm nay là lần đầu tiên tụi mình dậy lúc 4-5 giờ và chuẩn bị đi nha. Giờ trời đang hừng sáng lên rồi. Hôm nay sẽ đi bọc cái trắng. Và vô Phan Rí Cửa, Cà Ná. Thì đường chắc là nó sẽ ngược gió nên là tụi mình sẽ muốn xuất phát sớm để cho nó mát và nó đỡ gió hơn nha. Chứ trưa thì nắng lắm. Ok. Ok. Tổng cộng hôm nay mình đi sẽ là 106 cây nha. 106 cây, bây giờ vẫn còn đang ở mũi né, chưa tới chợ Hàm Tiến. Anh Long sẽ hướng dẫn mọi người cách leo dốc cao nha. Với cách leo này mình có thể vừa leo mà vừa hát được luôn. Dạ. Ê, quay con kia nhảy lên kìa. Em kêu rồi. Đỉnh vậy. Mình bị đổ dốc rồi. Ngon. Mệt không? Khách được đổ dốc rồi. Mệt không? Bị mất tiếng rồi nha. Nhìn đâu mất tiếng rồi. Tụi mình tới được bọc cát trắng rồi nha. Hồi nãy là có ông chủ kia thì mình đang đạp thì thấy chú đó tự té, bọc cô té, sao không biết là bớt hướng dưới sao. Thì mình đưa chú đó vô cái gì rồi. Thì tụi mình đang bọc trắng. Giọng mình thì nó mất rồi, thì giờ đau họng quá. Nhóc mày lóc chóc luôn. Ok. Chạy xe đúng lóc chóc luôn. Có bạn mới nha. Đấy, bạn mình đang chở mình nè. Hello friend.
Còn khoảng 20 cây nữa là mình sẽ tới Phan Rí Cửa và 70 cây nữa mình sẽ tới Cà Ná nha. Và hiện tại bây giờ đang là 9:25. Tới đây vẫn gặp anh Tú nữa nha. Hai em đi anh Tú. Tới đây mà vẫn ngu. Nghĩ sao lũi vô cát xong hỏi giờ sao ra. Má mấy thằng em này không biết đạp gì đâu mà nằm nghỉ không à. Lấy xe chạy luôn. Đố anh sách được. Đạp dĩa. Đây là anh Tú nha. Chạy chiếc GT Enduro. Tôi bảo này phóng sự về mấy thằng ngu đạp xuyên Việt lấy hai phục đạp. Có quà cho anh nè, chồ cụ bay. Cái này là không phải nó cho mình đâu mà nó đạp nặng quá, nó chở không nổi, nó cho mình chấn nhẹ bớt á. Thằng nào ta? Thằng này đi xuyên Việt mà đạp xe hai phục ta. Đạp xuyên Việt, đạp chiếc này em. Dạ, cho em chút tiền. Nè. Thôi, không lấy đâu mà. Thôi. Thôi. Thôi, đừng. 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 Thôi, nhận đi rồi lát lấy. Lát lên, bỏ xe này lên xe khách á. Không lấy đâu. Trời. Nè, lát đi, bỏ lên xe khách đi cho anh nha. Thôi. Xe này mà đạp cái gì. Nha. Nha. Dạ rồi. Cảm ơn nha. Rồi dạ, thôi, cảm ơn chị giúp đỡ em nha. Ok, mấy em đi đi. Okay. Anh Tú tài trợ cho một cái loa và một cái đèn mình cất trong này và cộng thêm lên okay. Em. Đây là sự thật của việc đạp xe đạp đi xuyên Việt nha mấy em. Tụi em quên. Tụi em mượn xe anh mà quên xin tài trợ xăng đó em. Quá trời quá. Đem cái bình xăng luôn. Cô anh chị cho bình táo, ăn tiếp, mình trao đổi hai bánh chưa của bài. You've been told, but it's our time, yeah, it's our world. We're all people that make it happen. Đi đâu có bò? 12 nói. Mua nó bao nhiêu không? Không. Bỏ 50, chơi 50. Đồ cái này chắc 50 hết. Đang đâu vậy? Đang đi cửa. Đang đi cửa đó. Còn mấy cây đó là xe đến Cà Ná. Hôm nay anh em mình sẽ được vào. Quay lại với đường quốc lộ nha. I see a difference, the day will come when all our troubles we've overcome. We climb the mountain just to see the sun. Ooh, a transformation has just begun. We're all people that make it happen. Đang nghỉ dọc đường thì có người lại kêu mình nha. Không biết là lang thang đâu rồi. Người cũng hơi dơ, chắc là cũng đi ngủ á. Ok, mỗi ném mà qua Cà Ná thì ngay cái khúc mà từ Phan Rí Cửa qua Cà Ná ngược gió, với lại nó không có nắng, nó không có nhiều xe lắm, nhưng mà cũng có xe ép, nhưng mà nó ngược gió lắm, giống rồi thì nó
là tụi mình sẽ không tới Cà Ná và để Cà Ná dành cho ngày mai. Thì hôm nay sẽ tới Liên Hương thôi. Não bị đập đầu vô cây. Đâu. Cây này. Nãy giờ đi cà phê để làm video nha, mình giờ mới được ăn. Hôm nay là tôi quyết định ăn ngon bữa. Mà hôm không ăn ngon à? Hôm nay là gì? Bún đậu mắm tôm mẹ. Ở Hà Lan bà do sao liền thường thì của Bình Bình Thuận à? Bình Thuận. Sáng nay bác mình ngủ đều nha. Xe thì mình có cột 2 chiếc là. Trong túi lúc nào cũng phải có sẵn đồ để thùng nha. Đang giờ kìa. Giờ sáng mai mình sẽ quay lại coi. Đêm ngủ ngoài nha. What the fuck bro? Vậy bro ơi. Ok nhỉ. Tụi mẹ nó ngủ phê quá. Ok. Thì tao qua ngủ lều ổn. Mình thì ngủ ok đó. Ngủ một mình ngủ một mạch luôn. Bây giờ hiện tại là 5 giờ. Tối qua ngủ ok. Giờ là chuẩn bị đi Phan Rang. Hiện tại mình đang ở cái Liên Hương. Liên Hương chứ phải Lâm Hương. Và trời, mặt trời nó chưa sáng nữa. Giọng mình nó vẫn bị đông hồng, bị mất tiếng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái series này. Mong đồng hành mọi người tiếp những video sau. Hẹn video vào ngày mai. Ê, hey, ngày mai có ngủ lều nữa. Nào, mai Phan Rang mình có ngủ ở chỗ khác. Mà tới Vĩnh Huy có. Ok. Được. Xe mới mình dục ở ngoài vậy. Có móc cũng gì phá này.